xin kính chào quý vị khán giả đang đón xem Chuyện Showbiz trên kênh YouTube của Sài Gòn TV Entertainment. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điều thú vị về các nghệ sĩ trong nước và quốc tế trong chương trình giải trí ngày hôm nay, thứ năm. Cái bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu quý vị nhé. Lý Nhã Kỳ phát hành phiên đấu chung cùng Han Jin-suk. Hoa hậu Giáng My bất ngờ khóa bình luận Facebook sau khi ông Đỗ Anh Dũng bị bắt. Nghi vấn Trang Trần miễn mai Phi Thanh Vân vì rớt nước mắt khi bà Phương Hằng vào tù. Tang lễ của rapper Gonil tại quán bar khiến người hâm mộ sốc nặng. Danh cựu thiên thần nội y khét tiếng làm mẫu cho Kim Kardashian. Mở đầu chương trình giải trí ngày hôm nay, thứ năm, là thông tin cực hot về diễn viên Lý Nhã Kỳ. Thưa quý vị khán giả, là một cái tên lớn trong làng giải trí Việt, cô không chỉ được khán giả trong nước yêu mến mà còn được biết đến ở trên thế giới. Bằng chứng là ban tổ chức luôn nhớ đến và mời đích danh nữ diễn viên này ở mỗi mùa Cannes về phát bóng mùa 2 vì lịch trình công việc kéo dài, cộng thêm một năm không thể đến tham dự vì dịch Covid-19. Hiện nay, theo thông tin mới nhất, Lý Nhã Kỳ sẽ trở lại thảm đỏ của lễ trao giải điện ảnh Đình Đám Thế Giới này vào tháng 5 tới đây. Điều này đang khiến fan của cô vô cùng phấn khích. Tính đến hiện tại, Lý Nhã Kỳ đã tham gia tổng cộng 5 kỳ liên hoan phim Cannes. Ngôi sao phim kiều nữ và đại gia không chỉ là khách mời chính thức mà còn từng là nhà tài trợ của tổ chức Cine Foundation Cannes 2016, được tiếp đón một cách trọng vọng mà không phải ngôi sao chả nào cũng nhận được từ sự kiện này. Bên cạnh đó, Lý Nhã Kỳ gây bất ngờ khi là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất chính thức có tên xuất hiện trên website Cannes, đứng bên cạnh cùng 300 ngôi sao thế giới. Cô cũng là nghệ sĩ châu Á đầu tiên được tôn vinh hình ảnh nghệ sĩ trẻ kỷ niệm 70 năm liên hoan phim Cannes và được đặt hình trang trọng trên đại lộ thảm đỏ. Ở từ năm tham dự Cannes, Lý Nhã Kỳ luôn đầu tư cực mạnh tay, tất cả những khoản từ trang phục, phụ kiện, make up, hình ảnh đều được trau chuốt chỉnh chu nhất có thể. Cô cũng luôn biết cách làm mới mình khi sử dụng phong cách đa dạng trong mỗi lần xuất hiện. Bên cạnh đó, cô cũng ghi điểm tuyệt đối khi có không ít lần diện những trang phục được lấy cảm hứng từ hình ảnh trang phục truyền thống Việt Nam như một cách để cô tôn vinh văn hóa và truyền thống quê hương. Chẳng khó hiểu khi hết lần này đến lần khác, ngôi sao không tuổi của Việt Nam luôn được tiếp đón nồng hậu cũng như lọt vào ống kính của hàng loạt tờ báo quốc tế. Cũng vẫn là tin tức về diễn viên Lý Nhã Kỳ, tối qua cô bất ngờ công bố dự án Kẻ Thứ Ba, tên cũ là Thiên Đường, chuẩn bị ra rạp vào tháng 5 sau 4 năm lận đận bị hoãn. Lý Nhã Kỳ cho biết thêm, hiện cô là nhà sản xuất duy nhất của tác phẩm này. Như vậy là trong tháng 5 sắp tới đây, Lý Nhã Kỳ sẽ đón hai điều vui lớn của mình. Ra mắt năm 2018, dự án đánh dấu lần đầu Han Ji-suk làm việc với ekip chủ yếu là người Việt Nam. Khi ấy, Lý Nhã Kỳ tham gia với tư cách diễn viên. Một tuần sau khi phim bấm máy, nhà sản xuất cho biết gặp khó khăn về tài chính. Tháng 12 năm 2018, khi quay được 30%, dự án rơi vào ngõ cụt vì thiếu thốn. Theo lời đề nghị của nhà đầu tư, Lý Nhã Kỳ bỏ gần 7 tỷ đồng để phim có thể quay tiếp. Năm 2019, Lý Nhã Kỳ thương lượng nhà sản xuất cũ bỏ thêm 26 tỷ đồng mua lại toàn bộ dự án. Sau khi thỏa thuận với Lý Nhã Kỳ, tháng 5 năm 2019, Han Ji-suk trở lại Việt Nam quay thêm 30% cảnh còn lại. Ban đầu, phim dự định ra mắt năm 2020 nhưng phải lùi 2 năm vì dịch Covid-19. Như vậy là Lý Nhã Kỳ đã chi khoảng 33 tỷ đồng để mua lại dự án điện ảnh này từ nhà sản xuất cũ. Theo nữ diễn viên cho biết, khi phim kết thúc chiếu rạp, trừ đi chi phí phát hành và marketing, cô sẽ chuyển toàn bộ tiền vé thu được vào quỹ hỗ trợ hội chị em phụ nữ gặp khó khăn. Được biết, đây là dự án tái xuất màn ảnh rộng của Lý Nhã Kỳ sau 10 năm, kể từ Mùa Hè Lạnh, đạo diễn Ngô Quang Hải. Quý vị khán giả thân mến, sự kiện Watch It Wonder được ví là tuần lễ thời trang của ngành đồng hồ chế tác, khi các thương hiệu đồng hồ trên đám quy tụ tại đây để cho ra mắt những mẫu đồng hồ độc nhất tại sự kiện Watch It Wonder. Wanderga 2022. Năm nay, cựu diễn viên Thủy Tiên, phu nhân tỷ phú Jonathan, Hạnh Nguyễn và con gái Tiên Nguyễn cũng có mặt ở Thụy Sĩ. Nhưng một dịp xuất hiện công khai khác, bà Thủy Tiên vẫn chiếm sóng tuyệt đối vì vẻ ngoài trẻ trung và sang chảnh. Cựu diễn viên Thủy Tiên cùng con gái đã có mặt ở châu Âu. Hai mẹ con cô là khách mời trong sự kiện Watch and Wonders Geneva 2022. Phu nhân tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn diện đồ đen hàng hiệu tung sụt tôn với con gái. Bà và con gái thường xuyên góp mặt trong các chương trình sự kiện của những nhãn hàng thời trang đình đám thế giới. Ở tuổi trung niên, diễn viên phim Vì Đắng Tình Yêu vẫn giữ được nét tươi trẻ. Thủy Tiên rất vui khi nhiều người nhận xét hai mẹ con trông như hai chị em gái.
Nhờ cuộc gặp gỡ định mệnh trên máy bay, cô diễn viên trở thành vợ tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn. Lấy chồng giàu, bà Thủy Tiên đã một bước bước lên hàng phu nhân và tận hưởng cuộc sống xa hoa ít ai bị kịp. Bà Thủy Tiên có hai người con với ông Jonathan Hạnh Nguyễn, đó là Nguyễn Thảo Tiên và Hiếu Nguyễn. Tiếp theo là thông tin về Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Cô vừa có màn xuất hiện đầy quyền lực và ấn tượng trên trang bìa của tạp chí Columbia, khiến fan Việt vô cùng tự hào. Mới đây, tại tạp chí tuần Semana của Colombia đã hé lộ gương mặt trang bìa mới nhất của họ chính là Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Xuất hiện trên trang bìa là hình ảnh Nguyễn Thúc Thùy Tiên diện đầm đỏ rực lộng lẫy, cầm vương miện lung linh và trang điểm vô cùng xinh đẹp. Không những thế, cái trang trong của tờ tạp chí này còn dành nhiều trang để giới thiệu và dành lời ngợi khen cho nhan sắc cũng như tài năng của nàng hậu. Colombia là điểm đến thứ 3 trong hành trình tại Nam Mỹ của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và tổ chức Miss Grand International. Trước đó, mỹ nhân sinh năm 1998 đã có những hoạt động ý nghĩa tại Peru và Ecuador. Có thể thấy, với câu chuyện truyền cảm hứng và những thành tích ấn tượng đã đạt được, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã để lại ấn tượng với độc giả và truyền thông Colombia, mặc dù chuyến công tác của cô khá ngắn ngủi. Sau khi kết thúc chuyến công tác Mỹ Latin, Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Mr. Nawat, chủ tịch của Mr. International, đã quay trở lại Thái Lan để đồng hành cùng các hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2021. Thưa quý vị và các bạn, sau hàng loạt đại gia nước ta bị bắt, tạm giam như bà Nguyễn Phương Hằng, ông Trịnh Văn Quyết, thì dư luận nước ta lại được phen xôn xao khi chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cũng đã bị bắt tạm giam. Ngay lập tức, Facebook cá nhân của Hoa hậu Giáng My, từng là người tình bí mật của ông Dũng, được đặt ở chế độ khóa bình luận. Mặc dù trước đó, một bộ phận cư dân mạng vẫn bình luận một cách bình thường ở các bài đăng của cô. Động thái này dường như là để tránh những thị phi không hay liên quan đến việc người cha của cô con gái bị tạm giam. Tuy nhiên, dưới bài đăng của cô, một bộ phận netizen vẫn kịp vào để lại bình luận, đề cập tới sự việc con Đỗ Anh Dũng đang được dư luận chú ý. Trước đó, Giáng My vẫn đăng bài bình thường trên trang cá nhân, nàng hậu vẫn khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ vì ngoại hình không tuổi của mình. Có lẽ hiện tại Giáng My và con gái cũng đang rất bối rối trước thông tin ông Đỗ Anh Dũng bị khởi tố tạm giam. Hoa hậu Giáng My và vị chủ tịch Tân Hoàng Minh từng có thời gian mặn nồng bên nhau. Cả hai có một cô con gái xinh xắn tên là Ansa. Sau này dù đường ai nấy đi nhưng cặp đôi vẫn giữ liên lạc. Ansa được sống trong tình yêu thương của cả bố và mẹ lẫn các anh chị em trong nhà. Cũng vì mối quan hệ đó mà sau khi ông Đỗ Anh Dũng gặp chuyện, dư luận không thể không chú ý đến phản ứng của hoa hậu Giáng My. Hiện tại người đẹp vẫn chưa có phát ngôn chính thức liên quan đến vụ việc. Trang trần vừa qua khiến cộng đồng mạng phải dậy sóng vì bài đăng ẩn ý trên trang cá nhân, chân dài nhắm đến ai đó bằng những lời lẽ vô cùng tục tiểu, khó nghe. Đáng chú ý, dưới bình luận, không ít người lại réo tên Phi Thanh Vân, cho rằng cô nàng chính là người mà trang trần nhắm đến. Nguyên nhân vì sao lại như thế? Thu Thảo xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Lý do cũng bởi Phi Thanh Vân vừa chia sẻ bài đăng đầy mùi mẫn nói đến bà Nguyễn Phương Hằng, theo đó chân dài này cho biết mình và đối phương có quan hệ rất thân thiết, thường hỏi thăm lẫn nhau. Sau khi sự việc bà Phương Hằng bị bắt tạm giam xảy ra, Phi Thanh Vân cảm thấy thương cho chị gái của mình. Nữ diễn viên nói thêm bản thân cô mong muốn mọi việc nhanh qua đi, dư luận buông bỏ tư thù vì bà Nguyễn Phương Hằng chắc chắn sẽ phải chịu hình thức xử lý xứng đáng. Đồng thời cô cũng mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với đàn chị. Đính kèm bài viết, diễn viên nghiện dao kéo chia sẻ nhiều khoảnh khắc vui vẻ với bà Phương Hằng, thậm chí cô còn được mời về biệt thự triệu đô check-in vô cùng sang chảnh. Đây cũng là lần hiếm hoi Phi Thanh Vân chia sẻ về mối lương duyên đặc biệt này. Về phần bài đăng của trang trần, cô viết bạn tốt là như thế nào, lúc mình sai thì im lặng cho mình húng, lúc mình bị xúc đi rồi mới lên Facebook thương khuyên can ngăn, bạn cái chấm chấm chấm. Ngay dưới bình luận, rất nhiều người gọi tên Phi Thanh Vân cho biết họ cũng không hài lòng khi cô nàng lên tiếng bênh vực bà Nguyễn Phương Hằng. Đáp lại bình luận của một cư dân mạng, trang trần bức xúc chấm 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 chửi đồng nghiệp bị đặt vu khống, các anh chị em sao không học mõm lên khuyên nhỉ. Thái độ hả hê cợt nhả của trang trần khi bạn bè nhắc tên Phi Thanh Vân cũng phần nào khiến mọi người càng thêm tin rằng cô đang nhắm đến người đồng nghiệp sinh năm 1982. Cũng phải nhắc thêm, cộng đồng mạng đều biết mối quan hệ giữa trang trần và bà Nguyễn Phương Hằng vốn đã có mâu thuẫn. Trước đây cả hai đã nhiều lần khẩu chiến dữ dội trên mạng xã hội, xem nhau chẳng khác gì kẻ thù. Sau khi CEO Đại Nam bị khởi tố bắt tạm giam, của người mẫu tỏ ra rất vui mừng, nhiều lần mỉa mai đối phương. Quý vị ơi, có lẽ Vbiz đang sắp đón chờ một tin hỷ cực vui khiến mối tình của cặp đôi Thanh Hà Phương Uyên đang trên đà thăng hoa thông qua một chi tiết đặc biệt mà netizen mới phát hiện được. Cụ thể là gì thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi cùng với Thu Thảo ngay sau đây nhé.
Theo đó, trong hình ảnh mới chia sẻ, danh ca Thanh Hà xuất hiện giản dị với trang phục năng động trẻ trung và để mặt mộc, khoe nhan sắc tuổi U60 khiến dân tình trầm trồ. Một chi tiết gây chú ý hơn cả chính là chiếc nhẫn tròn trơn với chất liệu vàng tựa tự kiểu nhẫn mà các cặp đôi hay lựa chọn cho ngày cưới. Thêm vào đó, vị trí được Thanh Hà đeo là ngón áp út, càng làm dân tình thêm phần nghi ngờ nữ ca sĩ và nhạc sĩ Phương Uyên chuẩn bị về chung một nhà. Khi soi những bức ảnh khác, dân tình cũng phát hiện Phương Uyên cũng có đeo một chiếc nhẫn y hệt ở ngón tay áp út của cô. Điều này khiến đông đảo công chúng đặt nghi vấn cặp đôi đồng giới này đã đến ướp sau một thời gian bên nhau. Đây chỉ là suy đoán của cư dân mạng, còn thực hư ra sao thì chỉ có người trong cuộc mới rõ. Tuy nhiên, bên dưới phần bình luận thì ai cũng mong muốn tiệc mừng của cả hai sẽ sớm ngày được diễn ra. Trong lúc người hâm mộ đang bán tín bán nghi về việc cặp đôi Thanh Hà, Phương Uyên sắp về chung một nhà, thì cộng đồng mạng lại vỡ òa mọi cảm xúc khi siêu mẫu Minh Tú bất ngờ khoe thiệp hồng trên trang cá nhân của mình. Nhiều người đang đồn đoán rằng cô chuẩn bị lên xe hoa với bạn trai ngoại quốc. Tối ngày 5 tháng 4, Minh Tú bất ngờ đăng tải hình ảnh bức thiệp hồng lên trang cá nhân của mình. Đặc biệt, cô còn chia sẻ dòng trạng thái: "Ngày này cuối cùng cũng đã đến, theo dõi fanpage của Tú vào thứ năm tuần này nhé mọi người." Hình ảnh được Minh Tú chia sẻ khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Theo đó, chiếc thiệp có màu hồng chủ đạo, cánh hoa bay lả tả xen kẽ với đốm trắng. Điểm nhấn là một bông hồng vàng ở giữa, phía sau thiệp còn được đính kết bằng sáp thơm cùng màu. Sau cú đánh úp của Minh Tú, người hâm mộ cho rằng cô sắp về chung một nhà với bạn trai ngoại quốc. Bên cạnh đó, một số khán giả cũng cho rằng đây có thể là một dự án mới của nữ siêu mẫu. Chưa rõ chiếc thiệp hồng của Minh Tú mang ý nghĩa gì, nhưng đây cũng được xem là cái cớ giúp netizen hối thúc cô sớm thực hiện lời hứa lấy chồng trong năm nay. Thưa quý vị, đây là hình ảnh vợ chồng cựu diễn viên Chi Bảo bồng con trai Gia Khang đi nhận xe Bentley Blissmore V8 vào sáng hôm qua. Cả hai đều vui mừng đón xế sang về tay sau hơn nửa năm chờ đợi. Được biết, Chi Bảo đặt hàng chiếc xe này từ giữa năm 2021 để mừng bà xã sinh con trai đầu lòng. Chi Bảo chọn xe màu xanh lục bảo, nội thất tông sáng có giá tham khảo hơn 19 tỷ đồng chưa bao gồm phụ kiện. Tiếp đó, anh mất khoảng 6 tháng để làm việc với hãng về ý tưởng thiết kế, nội thất và phụ tùng. Lý Thùy Trang hài lòng vì xế hộp đẹp, thời trang đúng tiêu chí mà cô và ông xã đã lựa chọn. Nữ CEO cho biết, từ khi cô mang bầu bé Gia Khang, Chi Bảo đã sốt sắng mua xe để tiện đưa đón hai mẹ con. Cô tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của chồng nên yên tâm để anh giám sát toàn bộ quá trình làm việc với hãng. Về phần cựu diễn viên Chi Bảo, anh vui vì bà xã thích món quà mà anh dành nhiều tâm huyết. Kể từ khi trở thành ông bố bỉm sữa, Chi Bảo hạn chế đi công tác dài ngày vì muốn tranh thủ mọi thời gian bên vợ con. Phần tiếp theo của chương trình giải trí thứ năm ngày hôm nay sẽ là những tin tức về showbiz trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn, khoảng giữa tháng 3 vừa qua, nam rapper người Mỹ Cool Neil đã qua đời trong một vụ xả súng kinh hoàng, hưởng dương 25 tuổi. Và mới đây, những hình ảnh trong tang lễ của nam rapper quá cố này tại một quán bar ở Washington DC, Mỹ đã khiến nhiều người sốc nặng, bởi dường như thi thể của Cool Neil cũng được đưa lên sân khấu ở thời điểm đó. Cụ thể, hàng loạt video được quay bằng điện thoại về một sự kiện có tên The Final Show được tổ chức ở hộp đêm Bliss thuộc Washington DC, Mỹ. Trong các đoạn clip được lan truyền, hàng ngàn người hâm mộ Cool Neil đã tập trung nhảy múa ca hát để tưởng nhớ nam rapper quá cố. Tờ The Shade Room cho biết, để tham gia vào sự kiện này, mỗi khán giả sẽ phải chi trả $40 lệ phí. Tuy nhiên, điều kinh hoàng nhất có lẽ là nghi vấn về việc thi thể của Cool Neil đã được mang lên sân khấu sự kiện này. Hình ảnh người đàn ông được ăn mặc đậm phong cách hip hop với áo có mũ trùm đầu, quần jean rách, giày thể thao, đồng hồ, đầu đội phương miện nằm ngay ngắn được cho chính là thi thể của Cool Neil. Hành động này đã khiến cho cộng đồng mạng dậy sóng và liên tục chỉ trích ban tổ chức của sự kiện. Đa số ý kiến cho rằng đây là điều vô cùng không nên làm đối với người đã khuất, nhất là khi nam rapper qua đời trong một vụ xả súng. Cũng có thông tin cho rằng đây chính là mong muốn của gia đình Cool Neil nhằm để nam rapper ra đi với âm nhạc là niềm đam mê lớn nhất đời. Bên cạnh đó, xuất hiện thông tin cho rằng thi thể trên sân khấu chỉ là hình nhân mô phỏng chứ không phải thân xác của Cool Neil. Tuy nhiên, phía ban tổ chức từ chối trả lời những câu hỏi liên quan về vấn đề này. Thưa quý vị, bốn chân dài đình đám là Tyra Banks, Heidi Klum, Alexander Mamrocio và Candice Wanepel vừa cùng góp mặt trong chiến dịch quảng bá mới của thương hiệu Kim's do cô nàng siêu vòng 3 Kim Kardashian sáng lập. Dàn mỹ nhân khét tiếng đã thiêu đốt từng khung hình với body bốc lửa và thần thái quyến rũ, khiến bao người không khỏi trầm trồ.
Trên tài khoản Instagram với 298 triệu lượt theo dõi, Kim Kardashian đăng ảnh cô tạo dáng bên dạng siêu mẫu kèm chú thích. Lẽ ra tôi không tham gia campaign này, nhưng tôi đã ghé qua và góp mặt vì nó quá mang tính biểu tượng. Xin giới thiệu Tyra, Heidi, Alessandra và Cadiz trong bộ sưu tập Skims Fits Everybody, đặc trưng của chúng tôi. Ở một thông cáo báo chí, Skims cho biết Kim Kardashian chọn cả 4 tên tuổi cho chiến dịch thể hiện sức mạnh, năng lượng và sự quyến rũ trường tồn của người mẫu bằng hình ảnh phản ánh những di sản lâu dài của họ. Đây là lần đầu tiên dàn mỹ nhân nước tiếng này đứng chung một khung hình để quảng bá cho chiến dịch của hãng nội y Skims do Kim điều hành. Trước khi gây sốt với chiến dịch quảng bá có sự tham gia của loạt thiên thần nội y Tyra Banks, Heidi Klum, Alexandra Ambrosio và Cadiz Swanepoel, hãng nội y Skims này từng gây chú ý khi mời Megan Fox, Kate Moss và các vận động viên Olympic Paralympic chụp ảnh quảng cáo. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyện showbiz ngày hôm nay. Thu Thảo rất tiếc khi phải nói lời chào tạm biệt đến quý vị khán giả tại đây. Chương trình giải trí của chúng tôi sẽ quay trở lại vào thứ ba tuần tới đây trong khung giờ quen thuộc là 19:30. Còn bây giờ Thu Thảo xin trân trọng kính chào.